Xin chào các bạn đang đến với chương trình Vui cùng L34, niềm vui đầu tuần. Ngay bây giờ hãy cùng điểm qua những hình ảnh may mắn đã được chọn ngẫu nhiên trong tuần qua nhé. Trong tập 31, bị sư thầy Ken từ chối cứu Uya, Rajashri đành dùng đến vũ lực. Sư thầy không thể nào ngăn cản được sức mạnh của cả Uya và Rajashri. Cuối cùng thì Uya cũng đã lấy được máu của sư thầy. Trong khi đó, biết được Feren đã có được đầu xà, Roomjay đề nghị muốn hợp tác với anh ta để tiêu diệt Rajashri. Rajashri đến chỗ Feren để cướp lại đầu xà, nhưng lại rơi vào bẫy của cả hai người. Đến với tập 32, Rajashri bị quyền năng của đầu xà đánh trọng thương. Dù đã dùng máu của sư thầy Ken, nhưng Uya vẫn không đủ pháp lực để cứu anh ta. Vì máu của nhà sư có thể cứu Uya, nhưng lại xung đột với quyền năng phép thuật của bà ta. Sau khi được Feren trả tự do, Chilly quay về tìm Rajashri. Uya muốn Chilly chứng minh lòng trung thành với Rajashri bằng cách dùng máu của cô để luyện thuốc. Trong tập 33, giáo sư Puma mời Sùng Phốt đến để nghiên cứu món cổ vật mà ông ta mới có được, đó chính là thanh kiếm Rick. Thanh kiếm khiến cho cả Sùng Phốt và Bê Thai nhớ về những ký ức ở kiếp trước. Sùng Phốt cho rằng thanh kiếm cũng có liên quan đến thành cổ Nách Ủ Xã. Ở một diễn biến khác, Mở Ly theo lời Madame O cho người đến chỗ Bê Thai trộn đầu xà Chaffayabutta, nhưng lại không thành mà chỉ lấy được thanh kiếm Rick. Mở Ly đành ra tay bịt đầu mối. Và xin chúc mừng những khán giả may mắn của chương trình trong tuần qua. Vẫn còn nhiều cơ hội may mắn dành cho những khán giả tiếp theo. Quý vị hãy đồng hành với chương trình phim 20 giờ và tham gia săn hình trên quà cùng truyền hình Long An nha. Săn hình trên quà, nhanh tay, chặn ngày may mắn.